đang cùng đến với Gia Vần Đoán Ý và tôi là Nguyễn Khang. Chúng ta lại cùng gặp gỡ nhau vào lúc 19:15 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thứ hai là ngày đầu tuần, tất cả chúng ta sẽ vừa học vừa chơi vừa thư giãn với những chủ đề khá là thú vị của chương trình này. Và hôm nay thì lớp học chào đón hai người bạn rất là dễ thương. Đây là hai người bạn trạc tuổi nhau, vui vẻ, hòa đồng và có giọng hát lạnh lót như chim hót. Xin được giới thiệu, đó chính là Bằng Chương và Như Quỳnh. Tôi đứng kế thầy. Dạ, con chào thầy. Gì vậy? Trầm chỗ con thầy. Hai em ơi, hai em có thể trật tự để mà chúng ta vào lớp thật là nghiêm chỉnh không? Thầy nói nghe nè, hai em qua đứng hai bên cho thầy. Ừ, vậy đi. Hồi nãy là dành đứng kế thầy giật cái con với em đó thầy. Ừ, thầy nói nghe nè, em thấy cái gì chưa? Tiên học lễ. Giải thích cho thầy hiểu, tiên học lễ là sao? Dạ, tiên học lễ tức là mình phải học lễ nghi trước. Ừ, hậu học văn là sao? Dạ, hậu học văn là mình sau đó mình sẽ học chữ. Bây giờ không sao cả, bây giờ thì bước vào lớp của thầy rồi. Mỗi người giới thiệu một cách ngắn gọn, xúc tích về bản thân của mình, làm sao để thầy có thể nhớ tụi em được cách lâu nhất. Mời Chương. Dạ, chào thầy, chào mọi người. Em tên là Bằng Chương, em là ca sĩ và ngày hôm nay rất là vui khi được đến với lớp học của thầy. Dạ, em xin chào thầy, em xin chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Viên Quỳnh. Tụi em vào lớp đi, mời tụi em. Dạ, cảm ơn thầy. Quý vị thân mến, với chủ đề ngày hôm nay thì hai bạn học sinh của chúng ta sẽ đến với chủ đề dòng sông. Dòng sông là một chủ đề rất là thân thuộc cùng với mọi người. Bằng Chương, dạ, quê của em gần dòng sông nào nhất? Ở quê em có một cái con sông tên là sông Hộ Phòng. Sông Hộ Phòng? Dạ, tại vì Hộ Phòng là thị trấn mà cái nơi em ở thì có một cái dòng sông đi ngang, thì họ gọi sông đó là sông Hộ Phòng luôn. À, cái tên nghe hay quá ha. Dạ. Ừ. Còn em? Dạ, ở quê em có sông Serebok ạ. Serebok? Dạ. Em ở miền Trung à? Dạ, em ở Tây Nguyên ạ. Tây Nguyên, à hay quá. Rồi, như vậy thì hôm nay chủ đề nó liên quan đến dòng sông. Thầy nghĩ là các em sẽ ghi được điểm số cao nhất trong phần thi đầu tiên này. Phần thi đầu tiên của chúng ta có tên gọi là ngôn từ đa sắc. Chúng ta sẽ có hai cái thử thách. Một là thử thách nhanh tay lẹ mắt, và thứ hai là giải mã ngôn từ. Ở thử thách đầu tiên, chúng ta sẽ cùng theo dõi tên của những con sông trên màn hình. Nhiệm vụ của người chơi đó là chúng ta trong vòng 2 phút sẽ ghi ra trên cái bảng đó đáp án chính xác. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ được cộng 10 điểm. Câu hỏi như sau, sẵn sàng chưa? Trong 2 phút các bạn hãy kể tên 5 dòng sông trong số các từ sau đây. Xin nhắc lại, tìm ra 5 dòng sông trong số những từ sau đây. Rất dễ đúng không? 2 phút bắt đầu. Nào, nhanh lên nào. Rồi, hết giờ. Đề nghị hai bạn đưa bảng. Dạ. Wow. Mời Bằng Chương. Dạ. Dạ, sông Nho Quế. Rồi. Dạ, sông Thu Bồn, sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long. Hai lần sông Thu Bồn. Tuyệt vời. Em lột, em nhầm. Dạ. Thầy ơi, em bị em nhầm. Đọc lên đáp án của mình đi ạ. Dạ, sông Ngự Bình, sông Cửu Long thầy, sông Nho Quế, sông Thu Bồn và sông Vàm Cỏ. Thầy rất thất vọng về tụi em. Em không ghi được điểm số tuyệt đối trong câu này, làm thầy buồn lắm. Hãy cùng xem đáp án chính xác đó là sông Thị Vải, sông Nho Quế, sông Cửu Long, sông Thu Bồn và sông Vàm Cỏ. Dạ, con bị thiếu cái Thị Vải. Ngự Bình được gọi là gì em biết không? Dạ không ạ. Núi Ngự Bình chứ không phải là sông nha. Vâng, tiếp theo Định Yên là gì em? Định Yên, Định Yên là một địa danh của đất nước Việt Nam ạ. Ừ, một câu trả lời rất chung chung, xứng đáng bị trừ một điểm. Vâng, Định Yên là một làng nghề làm chiếu ở tỉnh Đồng Tháp. Bằng Chương, Ba Bể. Ba Bể là một cái hồ. Đúng rồi. Tà Xùa là gì? Duyên Quỳnh. Dạ, Tà Xùa là núi ạ. Đúng, chính xác. Vâng, như vậy là chúng ta đã có được 4 đáp án chính xác. Cả hai bạn đều được 4 điểm, xin chúc mừng. Chúng ta cộng điểm ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ hai, so tài đối đáp. Ở phần thi này thì hai người chơi sẽ phô diễn khả năng xuất khẩu thành thơ, làm thơ làm văn của mình bằng cách như thế nào.
chúng tôi sẽ cho các bạn thời gian là 5 phút. Các bạn sẽ làm 3 đoạn thơ lục bát. Có nghĩa là sẽ có một câu lục và một câu bát. Cách gieo vần như sau. Chữ thứ 6 của câu lục sẽ phải gieo vần với chữ thứ 6 của câu bát. Bạn rõ chưa? Biết cách gieo vần không ạ? Dạ biết ạ. Rồi. Ai làm được 3 đoạn thơ hay nhất về chủ đề dòng sông, thầy sẽ cộng cho 30 điểm. À, 5 phút làm 3 đoạn thơ lục bát. Bắt đầu. Nhanh nào. Dạ em xong ạ. Mời em đọc câu thơ đầu tiên của mình. Dạ, câu thơ đầu tiên của em xin được gửi tặng thầy và tặng bạn Trương cùng tất cả mọi người. Hai câu thơ rất hay ạ. Mời em. Đò chia nước chảy đôi dòng, em ngồi em ngó mà lòng nhớ anh. Cái gì chảy đôi dòng? Dạ, đò chia nước chảy đôi dòng. Đò chia nước chảy dạ, đôi dòng. Dạ, con đò rẽ nước tách làm hai. À, con đò rẽ nước, hay dạ. Quá, hình ảnh tượng hình lắm. Rồi, coi như thầy đã cho em qua cái đáp án đó. Mời em. Quê hương có một dòng sông, ai đi xa xứ vẫn mong quay về. Quê hương có một dòng sông, ai đi xa xứ vẫn mong quay về. Thầy thấy cũng được đó. Được. Nói chung là cũng có gán ghép dòng sông vô để thể hiện. Hay đó. Rồi mời em đọc tiếp đi. Dạ em xin phép được đọc ạ. Sông kia chảy mãi chẳng dừng, anh đi xa xứ nhớ đừng quên em. Trời ơi. Xin đổi da gà luôn là thầy hay tuyệt vời. Xin mời em. Thầy đang chờ đợi em nè. Dạ. Dòng sông cách trở đôi bờ, dù sao đi nữa vẫn chờ đợi em. Tức là dù cái dòng sông cách trở chờ đợi em á thầy. Hay, cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Rồi. Dạ em xin phép em đối đáp lại với bạn một xíu. Em tặng đi. Nước buồn, nước cuộn dưới sông. Nước buồn. Cuộn dưới lòng sông luôn á thầy. Nước những buồn, con xoáy nhỏ. Cuộn dưới sông. Dạ. Nước buồn là nước gì? Dạ, nước buồn, nước cuộn dưới sông là dạy nước xoáy em. Dạ đúng rồi, nước xoáy. Rồi. Bạn tưởng tượng lên, bạn tưởng tượng lên. Người buồn trưa nắng long nhông trên đường. Người buồn trưa nắng long nhông trên đường. Dạ tại tại em đối đáp lại câu thơ của bạn. Dạ. Em xin gửi tặng đến một bài thơ. Bài thơ như sau. Sông sâu bên lỡ bên bồi, anh ngồi bên lỡ bồi hồi. Trời ơi hay quá. Thôi bây giờ như chấm điểm gì đi nha. Thầy thấy cả hai bài thơ của tụi em đều rất là hay. Thầy rất là thích luôn, thật sự rất là thích. Thầy thấy ít có khi nào mà người ta làm thơ mà nó có nhiều cái sự tượng hình đến như vậy. Qua cái phần nhận xét và đánh giá như vậy, em Duyên Quỳnh, thầy thấy là bài thơ của em có vẻ chấp nhận được hơn, tích cực hơn, ổn hơn, mai tích cực hơn, cho nên thầy chúc mừng em, thầy cộng cho em 30 điểm, em có được 70 điểm đúng không? Cảm ơn tụi em rất nhiều. Vâng, sau chương trình này thầy mới biết là khả năng làm băng của tụi em nó rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Trời. Và ngay bây giờ xin được cập nhật số điểm. Duyên Quỳnh 70 điểm, Bằng Chương 40 điểm. Vâng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo. Mời quý vị cùng đến với vòng 2, giải mã ngôn từ. Quý vị đang cùng quay trở lại với phần 2 giải mã ngôn từ. Ở phần này thì là lúc mà hai người chơi của chúng ta sẽ bước ra ngoài để vận động cơ thể của mình. Vận động xương tay sẽ giúp cho máu huyết lưu thông. Thì trò chơi của chúng ta như sau. Chúng tôi sẽ có 5 từ khóa và nhiệm vụ của Nguyên Khang đó là sẽ cố gắng đưa ra những cái gợi ý để các bạn đoán đúng được từ khóa. Mỗi một từ khóa đoán đúng các bạn sẽ được cộng 20 điểm. Để có thể giành quyền trả lời từ khóa này liên quan đến chủ đề dòng sông, các bạn sẽ phải chơi trò lắc vòng của chúng tôi. Sau khi lắc được 5 vòng, các bạn giơ tay, người nào giơ tay trước giành quyền trả lời trước. Người còn lại nếu bạn mình trả lời không đúng phải lắc tiếp 5 vòng thì mới được trả lời. Các bạn rõ chưa? Là ví dụ như người trả lời trước lắc 5 vòng xong trả lời sai thì người sau phải lắc thêm 5 cái. Đúng rồi, để giành quyền trả lời. Các bạn rõ chưa? Dạ. Và xin mời hai bạn bước ra đây. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tài sau đây. Câu đầu tiên, đây là một câu tục ngữ. Câu ấy nói rằng dòng sông có khúc to, khúc nhỏ, có khúc nông, khúc sâu, khúc chảy xiết, khúc lặng lờ. Và đời người cũng như vậy, có lúc trầm, lúc bồng. Câu tục ngữ này là gì hết? Mời em. Em xin trả lời là sông có khúc, người có lúc ạ. Đúng rồi, sông có khúc, người có lúc. Chúc mừng em được cộng 20 điểm. Yeah, chúc mừng bạn. Rồi, tiếp theo. Đây là một câu thành ngữ nói về một hiện tượng trong tự nhiên tưởng như có thể vĩnh cửu bởi vì lúc nào cũng đầy ắp, nhưng với sự kiên định, kiên trì thì sẽ có lúc bị hao hụt, không còn giữ được như lúc đầu. Mời em. Dạ, sông cạn đá mòn. Chúc mừng bạn được cộng 20 điểm. Dạ.
tuyệt vời, tôi tuyệt vời quá bạn ơi. Rồi, tiếp tục câu thứ 3. Đây là một câu tục ngữ. Câu này muốn nói rằng bao nhiêu công sức đổ ra đều vô ích, không mang lại hiệu quả gì hết. Mời bạn. Dạ, đổ sông, đổ biển. Chính xác, được cộng 20 điểm, chúc mừng bạn. Câu tiếp theo. Đây là một câu để chỉ về kích thước của sông và biển. Khi muốn nói về sự bao la, rộng lớn của sông và biển, người ta dùng đến cụm từ này. Dạ em nè. Mời bạn. Dạ, sông sâu biển rộng. Chính xác, chúc mừng bạn, được cộng 20 điểm. Hay quá bạn ơi, có 20 điểm đầu tiên rồi. Và câu cuối cùng, đây là một cụm từ dùng để miêu tả phong cảnh thật là hữu tình và nên thơ. Mời em. Dạ, sơn thủy hữu tình ạ. Gần đúng ạ. Không phải là sơn thủy, chủ đề này là gì ạ? Hay là sông nước hữu tình. Chính xác, chúc mừng bạn, được cộng 20 điểm. Thưa quý vị, sau phần lắc vòng vừa rồi, chúng ta khám phá ra khả năng nhanh nhạy của tất cả các bạn. Duyên Quỳnh, bạn có được 3 đáp án chính xác và được cộng 60 điểm. Ở vòng trước, Duyên Quỳnh có 70 điểm, tổng cộng bạn có 130 điểm. Văn Chương, bạn có được 2 đáp án chính xác là 40 điểm. Vòng trước có 40 điểm, tổng điểm là 80 điểm. Chúc mừng bạn. Mời hai bạn chơi vị trí cộng điểm. Thưa quý vị, ở vòng tiếp theo của chúng ta đó là biết người biết ta, sẽ có một cái ô chữ như sau. Chúng ta có tổng cộng 16 ô chữ. Chúng ta sẽ trả lời và lựa chọn cái ô chữ của mình. Tất cả liên quan đến chủ đề về dòng sông. Chọn được con số thì mình sẽ đọc câu hỏi. Trả lời đúng được cộng 10 điểm. Trả lời sai thì người còn lại có quyền trả lời và ghi điểm nếu trả lời đúng. Trong tất cả những con số này sẽ có những con số may mắn. Có nghĩa là sao? Các bạn sẽ được tặng điểm luôn, không cần trả lời. Và có luôn cả chữ cái trong đó. Và nếu đoán trúng ô chữ hàng dọc, chúng ta được cộng ngay 200 điểm dành chiến thắng. Đó chưa? Và có nghĩa là ô chữ hàng dọc rất là quan trọng. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, dạ rồi ạ. Xin mời người có số điểm thấp hơn bằng chưa? Dạ, em chọn ô số 1. Ô số 1 chọn. Hoàn thành đoạn thơ trong bài Nhớ con sông quê hương của Tế Hành. Quê hương tôi có con sông chấm chấm chấm. Nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng. Quá dễ. Ai mà đã từng đi học văn là phải biết bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ Tế Hành. Mời chưa? Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Đó là một đáp án chính xác, chứng tỏ ngày xưa có đi học văn. Chúc mừng bạn đã có được 10 điểm. Xin mời Duyên Quỳnh. Dạ, em xin chọn ô số 4 ạ. Đây là tên dòng sông thơ mộng, có màu xanh đặc trưng trên nền cao nguyên đá sẫm màu tại Hà Giang. Dạ, sông Nho Quế ạ. Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng, được cộng 10 điểm. Thưa quý vị, Nho Quế là một trong những con sông đẹp nhất miền hoa đá Hà Giang, nơi chúng ta không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang để du lịch. Và bạn đã có thêm 10 điểm nữa. Xin mời Bằng Chương. Dạ, em chọn ô số 2. Ô số 2, mở. Hoàn thành bài ca dao dưới đây. Hai con sông nước mênh mông, nhà em sông Hậu, nhà anh chấm chấm chấm. Cách nhau một dải đất liền, hai con sông nước chảy riêng hai dòng. Ta cùng uống nước Cửu Long, nước sông càng ngọt, lúa đồng càng xanh. Dễ đúng không? Dạ, dạ là nhà em sông Hậu, nhà anh sông Tiền. Chính xác, chúc mừng bạn, được cộng 10 điểm. Đây là bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của hai dòng sông, đó là sông Tiền và sông Hậu. Nhờ có dòng chảy này mà thiên nhiên miền Tây Nam Bộ cùng với con người của miền Tây Nam Bộ ngày càng hùng hậu, xanh hơn. Chúng ta có thể thấy được cái tình cảm rất là ấm áp của người miền Tây khi mà du khách đến với vùng đất này, đúng không ạ? Xin mời Duyên Quỳnh. Dạ, em sẽ chọn ô số 9 ạ. Ô số 9 chọn. Điền từ thích hợp vào đoạn thơ sau đây. Lơ thơ cồn nhỏ, gió điều hiu. Đầu tiếng làng xa, vãng chợ chiều. Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót. Sông chấm chấm chấm, trời rộng, bến cô liêu. Trích Tràng Giang của Huy Cần. Mời bạn. Sông sông sâu ạ. Sông sâu, trời rộng, bến cô liêu. Đó là một đáp án chưa chính xác. Xin mời bạn. Sông dài trời rộng, bến cô liêu. Đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng bạn, được cộng 10 điểm. Chúc mừng bạn, bạn đã có được một đáp án chính xác nữa. Xin mời Bằng Chương. Dạ, em chọn số 5. Số 5 chọn. Chúc mừng bạn, bạn đã có được một ô may mắn. Dạ, cảm ơn thầy. Bạn có được một chữ cái của ô này. Vâng, mời bạn cộng 10.
Và bây giờ mời bạn chọn ô tiếp theo, Dương Quỳnh. Dạ em xin chọn ô số 10 ạ. Ô số 10 chọn. Dòng sông có chiều dài chảy trong nước lớn nhất là gì? Hả? 8 chữ cái. 8 chữ cái. Dạ Cửu Long ạ. Sông Cửu Long có 7 chữ thôi. Và đó là một đáp án chưa chính xác. Mời bạn. Dạ em đang suy nghĩ thầy ơi. 5 4 3 2. Dạ sông Hồng. Sông Hồng đó là một đáp án chính xác. Chúc mừng, được cộng 10 điểm. Thưa quý vị, sông Hồng dài 551 km, kể cả đoạn thượng nguồn về đến Việt Trì với tên gọi là sông Thao. Mời bạn. Dạ em chọn ô số 3. Câu số 3 chọn. Tên dòng sông có tầm quan trọng trong việc chuyên chở phù sa bồi đắp cho vùng Tây Nam Bộ, đem lại nhiều lợi ích cho trồng trọt và thủy sản, nhất là trong mùa lũ. Đây là ô chữ gồm có 7 chữ cái. Vậy là sông Cửu Long. Đó là một đáp án chính xác, được cộng 10 điểm. Xin chúc mừng bạn, bạn có 140 điểm. Thưa quý vị, sông Cửu Long là tên gọi chung cho các phân lưu của sông Mekong chảy trên lãnh thổ của Việt Nam. Sở dĩ có tên Cửu Long vì sông chảy vào Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông với 9 cửa sông, tức là 9 con rồng cùng đổ ra biển. Mời bạn. Em chọn 11 ạ. 11 chọn. Đây là ô may mắn. Mời bạn. Bạn lấy ô chữ đi. Đây là ô chữ dành cho bạn. Cộng 10. Mời chúng ta cùng lựa chọn ô tiếp theo. Dạ em chọn ô số 6. Ô số 6 chọn. Tuyệt vời. Wow. Đây là ô may mắn. Trời. Mời bạn. Bạn được tặng thêm một chữ cái nữa. Bạn được cộng 10 điểm. Cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ cùng lựa chọn ô tiếp theo. Mời Duyên Quỳnh. Em xin chọn ô số 13. 13 chọn. Hoàn thành câu ca dao sau: ước gì chấm 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 một gan bắt cầu giải yếm cho chàng sang chơi. Dễ ha. Bây giờ suy luận nha, muốn bắt cái cầu qua thì mình đang ở đâu? Chủ đề này là gì? Dạ chủ đề dòng sông. Đúng rồi. Ước gì mấy chữ thầy? 8 chữ. 8 chữ. 5 4. Sông cắt một gan. Sông cắt một gan. Sai. Đó là đáp án chưa chính xác. Xin mời Bằng Chương. Dạ em nghĩ là ước gì sông ngắn một gan. Vâng, đó là một đáp án chưa chính xác. Không ai làm thơ kỳ vậy cả. Ước gì sông rộng một gan bắt cầu giải yếm cho chàng sang chơi. Trời vâng. Ơi. Và như vậy rất tiếc là các bạn đã không ghi được điểm trong câu này. Rồi xin mời bạn. Dạ em chọn ô số 7. Ô số 7 chọn. Hoàn thành hai câu thơ trong bài Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng của nhà thơ Chế Lan Viên. Mỗi chú bé đều nằm mơ ngửa sắc, mỗi con sông đều muốn hóa chấm chấm chấm. Hết. Và mỗi con sông đều muốn hóa bạch đàn. Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Được cộng 10 điểm. Thưa quý vị, để ca ngợi tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, mỗi đứa bé đều nằm mơ là sẽ có được ngửa sắc, giống như câu chuyện của Thánh Gióng vậy. Và mỗi dòng sông đều muốn hóa bạch đằng để ẩn dụ cái câu chuyện của Bạch Đằng Giang, khi mà một địa danh đã 3 lần chiến thắng vang dội trong những trận chiến chống giặc ngoại xâm. Đó là trận thủy chiến sông Bạch Đằng năm 938, sông Bạch Đằng năm 981 và sông Bạch Đằng năm 1288. Xin mời bạn Dương Quỳnh tiếp tục. Dạ ô số 12 ạ. 12 chọn. Hoàn thành câu thơ sau: tình ta như hàng cây đã qua mùa chấm chấm chấm, tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh. Thay lá. Thay lá. 6 chữ ha. Nhưng đó là phải là đáp án chính xác. Xin mời bạn. Dạ em đoán là đã qua mùa mưa bão. Mưa bão gần đúng. 6 chữ. Vâng, không phải mưa. Mưa hả thầy? 5 4 mưa, 3 không phải mưa. 2 1. Đáp án chính xác của chúng ta là gió bão. Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Được cộng 10 điểm, 170 điểm. Thưa quý vị, bài thơ tình cuối mùa thu của tác giả Xuân Quỳnh nói về chuyện tình yêu đã vượt qua giông bão để đi đến bình yên. Một tình yêu thủy chung, son sắc, bền vững, có thể vượt qua mọi bão giông của cuộc đời. Xin mời Bằng Chương chọn ô tiếp theo. Dạ em chọn ô số 8. Hoàn thành bài ca dao sau: cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc chấm chấm chấm. Cầm vàng. Dễ quá. Dạ. Dễ quá. Vàng rơi không tiếc, tiết công cầm vàng. Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Được cộng 10 điểm nữa, 180 điểm. Nguyễn Quỳnh. Dạ. Mời em. Dạ em chọn số 14 ạ. 14 chọn. Hoàn thành bài thơ Đò xuôi thạch hãn của tác giả Lê Bá Dương. Đò xuôi thạch hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành chấm chấm chấm,
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Đây là bài thơ, cái từ còn thiếu là hai từ gồm có 8 chữ. Ngọn sóng. Có chữ sóng nhưng không phải ngọn sóng. 5. Con sóng. 4. Không phải con sóng. 3. 2. 1. Hết giờ. Xin mời bạn. Dạ em đoán là có tuổi 20 thành phổ thông. Chữ sóng ở vị trí đầu tiên. Thành sóng gì ạ? Sóng vỗ. Không phải là sóng vỗ. 5 4 3 2 1 hết giờ. Thưa quý vị, đáp án chính xác là có tuổi 20 thành sóng nước. Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Rất tiếc chúng ta đã không ghi được điểm trong câu này. Đò xuôi Thạch Hãn là tác phẩm chỉ có 4 câu nhưng gợi bao điều xót xa trong lòng của bạn đọc. Từ cảnh huống hy sinh đến nơi hy sinh của các liệt sĩ, các anh đã vĩnh viễn nằm lại ở dòng sông Thạch Hãn, hy sinh tuổi trẻ vì hòa bình và thống nhất toàn vẹn non sông. Và những chiến sĩ hy sinh, những tinh thần yêu nước ấy vẫn không ngừng nghỉ và tiếp tục vỗ yên bờ bãi để tiếp thêm sức mạnh cho những thế hệ lớp trẻ sau này. Mời bạn chọn câu tiếp theo. Chương. Dạ 15. Hoàn thành câu ca dao sâu. Sông sâu còn có kẻ ... Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Dạ sông sâu còn có kẻ dò. Và đó là một đáp án chính xác. Vừa vào cách vừa vần đúng không ạ? Được cộng 10 điểm, chúc mừng bạn. Thưa quý vị, cái câu này rất là hay. Sông sâu còn có kẻ dò, có nghĩa là nói là lòng người chính là cái thứ khó nắm bắt nhất, bởi vì chúng ta không đoán được cái suy nghĩ của họ đang muốn cái điều gì, đúng không ạ? Và vì thế mà chúng ta không nên cả tin con người. Câu cuối cùng, câu 16, xin mời Nghiêm Quỳnh. Hoàn thành câu thành ngữ sau đây. Sông lỡ ... Bồi. Đây là cát bồi, đó là đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Quý vị, sự đời xoay chuyển, lúc này sa sút thì lúc khác ắt sẽ được bù đắp, nên thất bại không nên nản lòng. Và chúng ta đã đoán ra được ô chữ hàng dọc chưa ạ? Bấm chuông. Mời bạn. Dạ, ô chữ hàng dọc là người lái đò sông Đà. Vì sao bạn nghĩ là người lái đò sông Đà? Dạ tại vì chữ cuối cùng em nghĩ chắc chắn là chữ Đà rồi. Tại vì chữ giờ thì trước đó không thể nào là một cái nguyên âm nữa được. Và đây là một tác phẩm mà chúng ta đã từng học ở cấp 3. Và chúng tôi xin được chúc mừng Duy Quỳnh, đó là một đáp án chính xác và đã có được 200 điểm. Thưa quý vị, người lái đò sông Đà được in trong tập Tùy bút sông Đà của Nguyễn Tuân là một án văn đẹp được làm nên từ tình yêu đất nước, say đắm thiết tha của con người, dùng văn chương để ca ngợi vẻ đẹp, hào hùng, trữ tình của dòng sông Đà, của thiên nhiên và nhất là những người lao động bình dị ở miền Tây Bắc. Thật tuyệt vời, em đã có được tổng số điểm là 360 điểm. Trời ơi, nhiều vậy, chia phần nữa đi. Để thương rất là cảm ơn rất nhiều. Mời hai bạn bước ra đây. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì hai bạn chơi rất là tốt, đã đoán được khá nhiều những từ vựng, những câu đố của chúng tôi liên quan đến dòng sông. Và rất là xuất sắc khi mà ở vị trí á quân trong hai người thi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được chúc mừng bạn Bằng Chương với giá trị giải thưởng là 2 triệu. Dạ, cảm ơn thầy. Chúc mừng em đã á quân nha. Dạ. Và con em dạ đã rất xuất sắc đoán được cái từ cuối cùng, đó là cái từ hàng dọc, để trở thành quán quân, người giành chiến thắng, gửi đến em một phần quà trị giá 4 triệu đồng. Kính thưa quý vị, với chủ đề dòng sông ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho quý vị những từ vựng, những kiến thức tìm hiểu về những dòng sông trên khắp đất nước, và đặc biệt những bài thơ, những câu thành ngữ, ca dao rất là nổi tiếng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đừng quên chúng ta sẽ hẹn cùng với nhau vào lúc 19:15 mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Lần nữa, Bằng Chương và Duyên Quỳnh cùng với Nguyên Khang mời chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.